Xin chào mọi người đã trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người ba cái vấn đề rất là hóc sau cái đợt dịch lần thứ tư này mọi người nhé. Và liên quan tới một cái từ mà nó rất là nổi trong 10 năm trước và giờ nó quay trở lại, đó là về lạm phát. Ba cái vấn đề liên quan tới lạm phát hôm nay mình chia sẻ đối với mọi người đó về lạm phát tài chính, lạm phát đầu tư và lạm phát tư duy sau đại dịch. Về cái lạm phát tài chính thì mọi người biết rồi, sau cái đại dịch thì giá cả vô cùng leo thang trên tất cả các mặt hàng mọi người nhé. Đặc biệt là về cái giá xăng dầu không ngừng tăng cao, tăng trong vòng 7 năm trở lại đây, 10 năm trở lại đây và nó bấp bênh trên cái ngưỡng là 7 năm, 10 năm, nó treo giá cao khiến người dân vô cùng lao đao, đặc biệt là những anh đi xe đường dài và những người chạy xe công nghệ đó mọi người. Thì cái giá xăng tăng cao đầm đẩy cái chi phí hoạt động lên cao mọi người nhé. Và tiếp đến về vấn đề lạm phát, đó là về lạm phát đầu tư thì cái giá thị trường chứng khoán liên tục tăng cao trở lại đây sau khi đợt dịch lần thứ tư, vì do cái gói kích cầu kinh tế của thị trường đó mọi người đưa ra nhằm kích thích nền kinh tế, hỗ trợ cái doanh nghiệp sau đại dịch. Thì bên cạnh đó thì cái đó thì chỉ là một phần đẩy chính vào cái yếu tố cốt lõi mà nhà nước muốn thúc đẩy kinh tế, còn đa số là nó tuồn ra ngoài thông qua các cái kênh đầu tư về tài chính cũng như là kênh bất động sản mọi người nhé, khiến cho sau cái đợt dịch giãn cách lần thứ tư này thì nhà đầu tư đi sang đất và đầu tư rất là nhiều, đặc biệt là những khu vực vùng ven ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mọi người nhé. Vì những vùng ven là cái giá đang thấp và có cái dư địa tăng cao, và bên cái mảng tiền ảo thì nó cũng không nằm ngoại lệ mọi người nhé. Thì giá tiền ảo không ngừng tăng cao, đẩy cái mức lên cao từ khi hình thành đến bây giờ và đạt cái mức gần 70.000 USD trên một đồng. Nó là rất là cao mọi người nhé. Thì mọi người sẽ thấy rõ được cái sự lạm phát trong đầu tư khi mà nhà nhà người người đều đầu tư bất động sản, chứng khoán, Bitcoin và nhà đất mọi người nhé. Thì khi mà lạm phát tài chính khiến đồng tiền rẻ rồi mọi người thì chuyển qua là lạm phát đầu tư do cái tài tính chốt. Và khi cái đầu tư mà phát triển lan rộng ra mọi cái xu hướng ngành nghề thì đẩy cái lạm phát tư duy của người dân lên cao mọi người nhé. Về cái lạm phát tư duy xuất hiện khi nào, đó là khi mà nhà nhà người người đi đầu tư thì khiến cho chúng ta dao động, giống như bên bất động sản đây thì khi mà giá đất không ngừng tăng cao sau đại dịch thì khiến chúng ta sốt ruột nếu mà chúng ta giữ tiền trong người, không biết là nên đầu tư gì và có nên đầu tư đất hay không. Và cái giá Bitcoin không ngừng tăng cao khiến chúng ta tiếc rẻ vì sao mà không tìm hiểu về cái mảng tiền điện tử trước đó, cũng như là thị trường chứng khoán đó mọi người. Và mấy ngày trở lại đây thì mọi người nhìn vào cái thị trường chứng khoán thì liên tục sắc xanh và sắc hồng mọi người nhé. Thì cái dòng tiền nó đổ vào thị trường rất là cao và những cái tài khoản mới mở mới trong cái ngành này cũng rất là nổi trội, nóng sốc và khiến cho thị trường bất động sản cũng như là thị trường chứng khoán cũng như là thị trường Bitcoin toàn ngành đều tăng. Thì cái lạm phát nó xảy ra rất là mạnh khiến cho lòng người xao động, đó là về lạm phát tư duy mọi người nhé. Và để khống chế lại cái sự tăng trưởng nóng cũng như là sự lạm phát trong tất cả các cái nhóm đầu tư, trong tất cả các lĩnh vực đầu tư như hiện nay để không bị lạm phát nữa thì bắt buộc cái vấn đề về tài chính can thiệp mọi người nhé. Nó cụ thể ở đây nó là tăng lãi suất, thì không biết là khi nào tăng, nhưng mà theo cái tiếp đà lạm phát như hiện nay trên tất cả mọi ngành nghề thì vấn đề tăng lạm phát là trong cái thời gian, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mọi người nhé. Và để bình tĩnh trong cái thời gian này thì mọi người nên đầu tư vào gì hoặc là đầu tư ở đâu để mọi người vững chắc, để mọi người tự tin trong cuộc sống, để mọi người không có sao nhãng vào vấn đề của cộng đồng đi theo một cái hướng nào đó, thì mọi người nên đầu tư vào chính bản thân mình, đầu tư vào kiến thức cho mình, đầu tư vào sức khỏe cho mình, để trong cái thời gian tới thì khi mà cái lạm phát nó xảy ra, cái vấn đề về ngân hàng nó tăng lãi suất nó xảy ra thì mọi người không bỡ ngỡ mọi người nhé. Và có thể thì mọi người trong cái thời gian này mọi người bình tĩnh lại, mọi người để tìm hiểu về nhiều mảng đầu tư khác nhau như đầu tư về chứng khoán, đầu tư về đất đai, đầu tư về tiền ảo, để mọi người hiểu về cái từng ngành thị trường và mọi người xâm chiếm cho phù hợp. Và trong cái thời gian trở lại đây nếu mà mọi người sốt ruột thì mọi người có thể tìm hiểu những cái bất động sản vùng ven đang ở tầm giá thấp, tầm 1 tỷ, 2 tỷ đổ lại, thì trong cái khoảng đó là giá trống của khu vực đó mọi người. Do vậy nên là nó gần với cái giá thực tế nhất của cái lô đất mà mình mua. Khi mà nó cái vấn đề nó có xảy ra như thế nào thì cái lô của mình nó cũng không bị xuống nhiều mọi người nhé. Mọi người tránh né những cái khu vực mà đang nóng sốc
Đối với cái thị trường Bitcoin thì cái Bitcoin đang giá rất là cao, mọi người đang trèo giá rất là cao, thì mọi người có thể né cái Bitcoin ra, mọi người tham khảo qua cái đồng mà Dogecoin á, là cái đồng mới đó mọi người, hoặc cái đồng mà con chó á, đó, hoặc là đồng Ethereum, đó là những cái đồng mà nó bình ổn hơn, nó tăng trưởng nó không có vượt bậc hơn. Còn so với cái đồng Bitcoin thì nó nóng sốc rất là mạnh trong thời gian này rồi mọi người nhé. Đối với đất đai cũng vậy, thì mọi người nên tìm hiểu những cái khu vực mà lâu nay người ta chưa có tìm đến, hoặc là lâu nay nó chưa có sốc nóng, nó chỉ tăng bình quân một năm từ 10 đến 20%, thì những khu đó là nằm ở cái giá trị nó cũng ảo nhưng mà nó không quá xa so với thực tế, thì mọi người đầu tư nó sẽ vững vàng hơn mọi người nhé. Đặc biệt là đầu tư vào sức khỏe và trí tuệ của bản thân. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người thấy hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Thank you mọi người.